Thưa quý vị, một tín hiệu vui đối với người nông dân là cá nước ngọt đang được giá. Chính vì vậy mà các hộ dân nuôi cá nước ngọt tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang tập trung cải tạo ao hồ để thả vụ cá mới. Và hiện người dân rất cần vốn để tái đầu tư. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để cải tạo lại 4 hồ nuôi với tổng diện tích hơn 2.000 m2, chuẩn bị thả 120.000 con giống cho vụ cá mới, ông Phan Công Tích, trú tại thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương cho biết, riêng chi phí cải tạo lại hồ và cá giống cho vụ mới là khoảng 400 triệu đồng. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang đã thẩm định và cam kết cho vay 100 triệu đồng vốn chương trình giải quyết việc làm. Ở thôn Phú Sơn 2 đây, hiện tại bây giờ là cái đầu ra của sản phẩm cá nước ngọt là rất thuận lợi, là hầu như là bữa nay là cá là không có để mà họ mua. Mong muốn bà con là va với số tiền hơn 300 để họ mới đủ cái kinh phí để mà đầu tư mạnh lên được. Toàn xã Hòa Khương hiện có hơn 330 hộ nuôi cá tại 10 thôn với tổng diện tích mặt nước 62 ha. Trong đó, khu nuôi cá tập trung ở hai thôn Phú Sơn 1, Phú Sơn 2 có diện tích 12 ha với hơn 70 hộ dân canh tác. Nơi đây có hệ thống cấp nước của hồ Đồng Nghệ đi qua nên rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Sau khoảng hơn 6 tháng nuôi, bình quân mỗi ao nuôi người dân có thể thu lãi 35-40 triệu đồng. Với cái hiện nay cái giá cá là bà con rất là phấn khởi, và hiện nay cái giá cá đang tăng lên, cái chiều hướng có giá tăng lên từ 1.500 tới hơn 1.000 đồng trong một ký, cái giá tăng lên đó. Cái đầu ra là đang chạy, thị trường đang chạy, bà con rất là phấn khởi. Mô hình nuôi cá nước ngọt ở xã Hòa Khương đã được địa phương chọn tham gia chương trình OCOP của huyện. Hiện nay, mô hình nuôi cá nước ngọt nơi đây đang chuyển dần qua nuôi cá an toàn sinh học. Ao hồ được đầu tư kiên cố bằng bê tông hóa kè be bờ, chống sạt lở. Nguồn thức ăn chuyển từ bột nuôi công nghiệp sang ưu tiên sử dụng phế phẩm của ngành chế biến thủy sản và gia cầm sẵn có, vừa giảm chi phí nuôi trồng vừa cho ra thị trường sản phẩm cá chất lượng cao. Hiệu quả là vậy, tuy nhiên, hiện nguồn vốn đầu tư cho các hộ nuôi cá nước ngọt tại xã chủ yếu từ nguồn tín dụng chính sách. Các kênh ngân hàng thương mại khác bà con không dám tiếp cận được. Thứ nhất là vì thế chấp thì bà con tài sản bà con không có. Nên thứ hai là cái thủ tục trình tự của các ngân hàng thương mại nó rất chặt chẽ, khó khăn. Thứ ba là khi mà vay vốn thì các kênh ngân hàng kia là yêu cầu bà con muốn mua bảo hiểm để phòng rủi ro về cái việc vốn vay, cho nên thành ra người nông dân họ sẽ mất đi một khoản tiền, cho nên người ta tiếp cận khó khăn, nên người ta ít cái tiếp cận, chủ yếu là người ta tiếp cận vào ngân sách xã hội, người ta tín chấp. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang đang tăng tốc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn phân bổ theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Sau cái đại dịch COVID-19, thì cái nhận thức của người nông dân thay đổi căn bản, đặc biệt là tập trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình, thì tạo ra được cái sự bền vững. Họ đã có cái tư tưởng là chuyển đổi các cái mục đích mà phù hợp với cái điều kiện và cái khả năng của họ. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân, hỗ trợ vốn xuống tận tay người dân để bà con mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm để góp phần tăng thu nhập và trở thành bệ phóng cho nông dân, làm giàu trên mảnh đất quê hương.